Coi vật thể lạ tấn công. Ủa, hồi nãy mình ném đi đâu vậy ta? À, đây rồi, làm tìm nãy giờ. Bạn tìm gì mà tìm cả buổi vậy? Đúng đó, ném cho mạnh vô rồi đi tìm mất thời gian ghê. Ném mạnh có chút xíu à, mà mấy bạn cằn nhằn quá à. Ném phi thuyền của ta hả? Tông vào bể nít luôn. Đau quá. Bạn cố tình ném trúng mình phải không Bụng Bự? Ủa, đâu có đâu. Mình rõ ràng là ném lên trời mà. Từ nay mình sẽ không thèm chơi với bạn nữa. Mình mà thèm chơi với bạn hả? Thôi mà, đừng có bo xì nhau mà. Cư dân trái đất thật là dễ chia rẽ. Cứ thế này thì ta sẽ thông tỉnh trái đất sớm thôi. Không lẽ bắt được rồi. Các ngươi mau thả ta ra, ta phải chiếm lấy trái đất. Ồ, vậy là mình lấy lộn cái đĩa bay của tên này hả? Và chính hắn cũng khai là đã điều khiển cái dĩa tông vào đầu mấy bạn. Ờ, vậy là mình trách nhầm Bụng Bự rồi. Thả ta ra. Sao các ngươi không cãi lộn nữa đi? Cãi lộn mất đoàn kết để ngươi thừa cơ chiếm lấy trái đất hả? Còn lâu. Đường trái đất bọn ta đoàn kết lắm. Vì đoàn kết là sức mạnh. Ngươi thua rồi. Quảng đồ xì ra cái gì ra cái này. À ha, đớm. Đưa cái mũi của bạn đây cho mình. Chà. Đâu có đâu, mình làm nhẹ hiều chứ bộ. 2, 3. Quánh đồ xì ra cái gì ra cái này. À ha, đớp lại thua nữa rồi. Hai đứa mình cùng thắng đớp. Nào nào, cho mình mượn cái mũi nào. Xong hôm nay, mũi của đớp sẽ cao lên 10cm luôn đó. Mà nó còn bự ra và nhỏ lên như trái cà chua nữa đó tay to. Mình không chơi nữa đâu. Các bạn hèn nhau ăn hiếp mình. Đâu có đâu. Chơi cái này là hên xui mà. Có ai biết ai đang suy nghĩ gì đâu mà hèn nhau ăn hiếp chứ. Các bạn xạo, mình nghỉ chơi. Hôm nay xui quá à. Đau hết cái mũi. Giá mà biết được tay to và Bụng Bự ra cái gì thì mình sẽ cho họ biết tay. Xin chào quý khách. Có phải quý khách đang muốn biết suy nghĩ của người khác hay không? À, hay quá. Cái nón này biết mình đang nghĩ gì luôn. Biết chứ. Vì tôi là máy đọc được suy nghĩ mà. Yeah. Đúng một thứ mình cần. Tài to Bụng Bự sẽ biết tay mình. Quánh đồ xì ra cái gì này. Kìa, bắt hắn lại cho ta. Biết ngay là con sẽ gây ra chuyện mà. Sao con dám lấy cái máy đọc suy nghĩ của ba vậy? Dạ, con chỉ muốn phá hai bạn tay to và Bụng Bự thôi. Tại con tham lam
Đây là cái loại máy ba chế tạo ra để đọc suy nghĩ của các loại vật, giúp cho bác sĩ thú y chữa bệnh. May mà ba đến kịp đó, nếu không thì con tiêu rồi. Dạ, con sợ rồi ba. Chiêu tương. Ăn ngược lại rồi nè. Chiếu bí. Không chơi nữa. À, chơi gì kỳ vậy? Tức quá, xíu nữa là thắng rồi. Ui da, đau quá. Mà hồi nãy mình có hơi nóng tính quá không ta? Em bự, đi ra đội với mình không? Ê, hay á, đi liền. Vậy là mình hất đổ bàn cờ luôn. Mình có nóng tính quá không vậy? Chắc là có đó. Mà không sao đâu. Một lát về, bạn xin lỗi tao to là được. Tại tao không có giận dai đâu. À ha, mà bây giờ mình đi đâu vậy đó? Ba mình nhờ chuyện lá thư này tới cho hành tinh bung bóng. Nhưng là có gì gấp lắm đó. À, vậy thì mình tăng tốc đi nhanh thôi. Không được đâu, phía trước hình như có ủng tắc giao thông rồi. Hả? Trên vũ trụ mà cũng có kẹt xe nữa hả? Có chứ sao. Chà, hàng này hơi dài, chắc phải đợi hơi lâu á. Ôi trời ơi, kẹt gì mà kẹt dữ vậy? Mình vượt lên đi đớm. Không được đâu, mình phải tuân thủ theo luật giao thông chứ. Nhanh lên giùm cái đi. Thôi mà, làm như vậy thô lỗ lắm đó. Mình có quan tâm, chờ nguyên một hàng xe như vậy thì biết chừng nào mới xong. Lệ ơi, anh nhìn coi, bao nhiêu làm gì rồi bụng bự. Thôi xong rồi, không biết có ai bị thương không nữa. Ôi trời ơi, mấy đứa có bị làm sao không? Có bị thương trầy trụa chỗ nào không? Dạ, tụi con không có sao hết. Mà tại con nó mới xảy ra tai nạn cho mọi người. Đầu đuôi là sao nè? Dạ, là tại con, con nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nên đã gây ra tai nạn cho mọi người. Con cảm thấy xấu hổ quá à. Con hãy xem đây là một bài học đắt giá. Nhưng con rất cần sửa đi hành vi nóng nảy của mình. Nếu không, sau này mọi việc con làm đều hỏng hóc và đổ bể hết. Dạ, con nhớ rồi. Chưa mà, không biết làm gì luôn á. Các em trật tự. Học sinh, đứng. Cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay cô có quà cho cả lớp nè. Cô sẽ cho mỗi bạn một hạt dưa hấu bong bóng. Lớp chúng ta sẽ thi xem ai trồng được trái dưa to nhất. Phần thưởng sẽ là một hộp bánh quy thật to. Không biết khi trồng lên thì sẽ trông như thế nào ha. Cứ trồng thử rồi sẽ biết thôi. Hộp bánh quy kỳ này của mình là cái chắc. Ủa, phần thưởng là đồ ăn mà bạn không hào hứng hả bụng bự? Trời ơi, trồng ba cái này cực muốn chết mà chưa chắc được giải nữa. Thôi, mình không có ham. Vậy mình lãnh giải thưởng thì đừng có xin nha. Không được, mình cũng thích ăn bánh quy lắm. Hộp bánh đó phải là của mình. Xong nhiệm vụ rồi, mai có lên được hay không thì cũng kệ. Ủa, có chuyện gì mà mấy bạn bu đông quá vậy? Trái dừa của đớm mọc rồi nè, bay lên luôn rồi. Bay được luôn kìa. Trái của mình cũng đã nở rồi, nhưng chưa bay được. Kỳ này chắc đớm nhận giải rồi.
mày không chịu bay lên như những trái dưa hấu khác chứ? Không thể để Bánh Quy lọt vào tay kẻ khác được. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết xem trái dưa của ai là to nhất nha. Không hiểu sao sáng thức dậy thì trái dưa của em héo còn có nhiêu đây à? Tại mấy bạn chồng dở quá đó. Nhìn trái dưa của mình nè, bự chưa? Chứ không phải, tại bạn giới trò hấu bụng bự. Mình không hiểu mấy bạn nói gì hết trơn á. Tối qua mình đã quay được cảnh bạn lén vào nhà mình phun thuốc trừ sâu hạng nặng lên trái dưa của mình. Bạn nhắm chân không lại nên bày trò đạp người khác xuống để nâng mình lên như gì? Tại mình thích ăn bánh quy quá chứ bộ. Cô vốn định chuẩn bị tất cả mỗi bạn một phần quà bánh quy để khích lệ tinh thần, nhưng có vẻ như bụng bự không được ăn rồi. Chính trái dưa của em cũng buồn nên không bay được đó. Mình nhận ra lỗi của mình rồi. Sau này mình sẽ lấy phần thưởng để làm động lực phấn đấu, chứ không phải tìm cách chơi xấu nữa. Bạn biết nhận lỗi như vậy là tốt rồi. Chạy lên đi ngọn lên cao nguyên. Dạ, chúng em chào cô. Các em ngồi xuống đi. À, cô vừa có một ý này hay lắm. Sao hôm nay lớp chúng ta không đi tham quan hành tinh âm nhạc ha? Oh yeah, cô là số 1. Hành tinh âm nhạc hả? Mình đi thử đi quá ha. Hay quá, tụi em đi thử đi. Bụng bự có vẻ thích nhạc quá ha. Âm nhạc là một môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt đó các em. Âm nhạc giúp cho cuộc sống con người sinh động và thú vị hơn đó. Mà đâu có ai gì nghe nhạc như bụng bự đâu, phải không cô? Tại sao các em không tự tìm hiểu ở hành tinh âm nhạc nè? Nốt nhạc kìa, bay nhảy khắp nơi luôn. Lớp chúng ta đi tham quan nha. Ở hành tinh âm nhạc có rất nhiều vùng đất dựa trên những phong cách và thể loại nhạc khác nhau. Chúng ta có nhạc hiện đại, nhạc cổ điển nè, nhạc êm dịu nè, rất nhiều luôn. Có thể nói âm nhạc là thứ kết nối mọi người và ai cũng có thể nghe nhạc được. Vùng đất giao hưởng. Âm nhạc có đang nghe du dương quá cô ha. Đúng rồi, nhạc giao hưởng được xem như loại nhạc xua tan đi mọi mệt mỏi. Khi em bé nghe còn có thể phát triển trí tuệ nữa. Nhạc gì mà nghe sến quá à. Em qua bên kia chơi nha cô. Hai anh cũng thích nghe nhạc điện tử hả? Chứ sao, quẩy lên đi mới đua. Yeah, lên là lên là lên là lên. Sao mọi thứ sơ sát quá vậy? Ui da, tự nhiên lỗ tai của mình nhức quá ta. Đạp đổ thùng rác, lăn trên bãi cỏ là do em làm đó bụng bự. Còn lỗ tai nhức là việc kết cấu tai trẻ em chưa chịu được âm thanh lớn liên tục. Nếu tiếp tục nghe nhạc lớn thường xuyên có thể dẫn tới thủng màng nhĩ, điếc luôn á. Cô giáo nói đúng rồi đó anh bạn nhỏ. Em thử tìm nghe những loại nhạc thiếu nhi đi, thích hợp với lứa tuổi của mình. Hồi còn nhỏ anh cũng nghe nhạc thiếu nhi không à. Bây giờ em hiểu rồi. Cảm ơn cô và anh đã chỉ cho em một bài học về âm nhạc nha. Wow, khung cảnh thiên nhiên thật là yên bình, thích ơi là thích luôn á. Đớp làm gì vậy? Ở dưới đất đâu có cảnh đẹp đâu mà nhìn. Đây là khu du lịch chứ đâu phải đảo hoang đâu mà đớp đi tìm kho báu. Ở dưới đất cũng nhiều cảnh quan đẹp lắm đó. Không tin các bạn quan sát thử đi. Thôi đớp tự nghiên cứu đi, mình đi chụp hình đây. 2, 3, cười lên nào. Chu môi xịt tin nào. Mình sẽ khoe với các bạn về những bức hình này, thế nào các bạn cũng thích cho coi.
ước gì mình có thể đem hết tất cả các cảnh đẹp này về nhà mình ha. À, bụng bự, hay là mình vẽ ký hiệu hai đứa mình lên thân cây đi. Làm vậy thì mình sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của mình ở đây mà không cần phải đem cây về nhà. Ý hay á Tài To, mà mình đâu có biết vẽ đâu. Thì bạn chỉ cần vẽ cái vòng tròn thật là to, còn mình chỉ cần vẽ đôi tay dài thôi. Ok, chúng ta tiến hành nào. Mình sẽ vẽ một cái bụng thiệt là to. Ui, à, đau quá. Ai mà giận kỳ quá vậy? Ai? À. À, đau à? Ai nhéo tay mình vậy? Có chuyện gì vậy hai bạn? Có ai như bóp bụng mình rồi đánh vô bụng mình nữa? À. Đau quá Đốm ơi, có ai đó đang nhéo vào tay mình. Ai? Ai đang chọc phá bạn của tôi? Ra mặt đi! Thì ra đây chính là nguyên nhân. Ai là người khắc những miếng lệnh thân cây vậy? Là mình cũng vẽ đôi tay là mình. Mình muốn lưu lại kỷ niệm khi đến đây. Tại các bạn vẽ bậy, thân cây chuẩn chỉ các bạn đó. Cây cỏ cũng giống như chúng ta vậy, cũng sẽ biết đau khi bị tổn thương mà. Huống chi hai bạn cắt lên cây làm cây bị chảy máu rồi nè. Mình chỉ muốn lưu lại kỷ niệm để đánh dấu nơi mình đã từng đến thôi mà. Làm vậy là sai rồi đó. Ai cũng quắt lên cây hết thì cây sẽ chết, chưa kể sẽ làm xấu cảnh quan nữa. À đúng rồi đó, mình sẽ lưu lại bằng những hình ảnh đẹp là tốt nhất. Kỷ niệm được đánh dấu bằng những cảm xúc mà chúng ta trải qua, chứ không phải bằng việc khắc lung tung như vậy. Xin lỗi thần cây, con sai rồi, xin ông tha thứ. Con cũng xin lỗi ông, tại con không có ngoan. Nhớ nha, lần sau mà còn vẽ bậy, ta sẽ biến các con thành phân bón luôn đó. Dạ, dạ sợ lắm rồi ông ơi. Hay quá à, mình hết đau rồi. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh sáng. Trên trời cao bao. Trời ơi, tại mình còn nhỏ, từ từ mình sẽ sáng như mọi người thôi. Ngôi sao sinh ra là đã sáng rồi. Đúng rồi, đồ thừa. Một ngôi sao sáng bạn biết phát sáng thì bỏ đi cho rồi. Sao mấy bạn lại nói vậy? La 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 la. Ơ, lỗi bị tắt rồi. Chắc là tại gió to quá đó, thắp lại đèn là được à. Hả? Hình như là có tiếng ai khóc thút thít thì phải. Chia ra đi tìm thử đi. Bên đây không có gì hết á. Ở trên tán cây kìa. Ồ, có một ngôi sao. Bạn làm sao vậy ngôi sao nhỏ? Ơ, à, mưa rồi. Chạy nhanh về nhà, không thôi là cảm đó. Mấy đứa có bị ướt không? Dạ không mẹ ơi, hên quá, trời vừa mưa nên chưa có lớn. Ủa, tại sao ngôi sao này lại khóc vậy? Tại con thấy tuổi thân với tình cảm gia đình của mọi người quá. Anh em của con lúc nào cũng hấp hối con. Tại vì con là ngôi sao mà không biết phát sáng. Con nói con là đồ bỏ đi nữa. Ôi, vậy là không được rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ. Chắc là tại anh em con suốt ngày chê bai nên sao nhỏ mới bị mất tự tin. Nhưng mà bác tin là con làm được đó. Thấy chưa? Không được mà. Con chỉ là đồ bỏ đi thôi. Cố lên đi, mình tin mẹ làm được mà. Tất cả mọi người ở đây đều tin mẹ làm được. Ý,
ráng lên con, thầy pháp sắp tới rồi. Thầy pháp đã tới rồi đây. Ai có bệnh tật gì khó chữa đã có thầy đây. Thầy tới rồi. Thầy xem giùm thằng con nhà tôi, sao nó bệnh gì mà ho sặc sụa à? Đừng có lo, để cho thầy xem. Có chuyện gì không ổn hả thầy? Con chị bị bệnh rất là nặng, không ổn đâu. Vậy bây giờ phải làm sao đây hả thầy? Phải cần một nguyên liệu đặc biệt để chữa bệnh. Đó là gì hả thầy? Tai thỏ. Ồ. Mình phải tìm cho được một cái tai thỏ thì mới cứu được con của chị. Mình đánh nha. Chị nhìn kìa, có thứ mình cần tìm rồi. Tai to đánh cầu siêu quá à. Cũng thường thôi. À, cháu gái à, cháu có đôi tai đẹp ghê. Dạ, cháu cảm ơn. Cháu có thể cho ta một cái không? Dù sao, cháu cũng có hai cái tai lận mà. Làm sao cháu có thể cho cô tai của cháu được? Cô cần tai thỏ để cứu con của cô. Nó bệnh nặng lắm. Không được, tai có tác dụng đón lấy âm thanh và truyền tới màng nhĩ, giúp ta có thể nghe được, không hề có tác dụng chữa bệnh. Nếu con cô bị bệnh, cô có thể đem tới bác sĩ để khám. Đừng nhiều lời. Tai thỏ là một nguyên liệu rất quý. Đây là cách chữa bệnh từ ngàn đời nay rồi. Nếu mà chữa bệnh mà lấy tai của người khác thì người bệnh cho dù được khỏe mà cũng chẳng vui đâu. Chị chuột ơi, chỉ cần cắt được cái tai này, con chị sẽ khỏe lại liền thôi. Bà làm cái gì vậy? Tôi đang cứu con của bà cơ mà. Tôi không cần nữa. Còn tôi khỏe mà người khác phải mất tai thì tối nay tôi ngủ cũng không ngon. Tôi không cần ông nữa. Tôi sẽ cho con tôi đi bệnh viện, chứ không phải cầu cứu hữu tục như mấy người nữa. Bà đi đây. Ôi trời ơi, con tôi. Anh đã bị bắt vì hành nghề mê tín dị đoan, can thiệp y tế phản khoa học. Anh đừng hòng trốn lệnh truy nã nữa. Cảm ơn các cháu đã giúp cô nhận ra những hủ tục từ xưa tới nay thì cần được bài trừ. Chữa bệnh thì phải có khoa học. Cô xin lỗi bé gái này nha. Bây giờ thì mình đưa con cô tới bác sĩ ngay đi, để bạn khỏe trở lại. Đi đi cô, nhanh lên. À, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hả? Hả? Mình bị biến thành con chim rồi. Chim gì mà mập quá vậy? Bay cũng không nổi nữa. Hả? Đom ơi Đom, là mình nè, bụng bự nè. Chíp chíp, chíp chíp. Cái con chim mập này, cản đường cản lối quá. Tránh ra đi. Thôi chết rồi, Đom không có thể nghe thấy tiếng của mình. Lần đầu tiên thấy con chim béo tròn béo trục vậy đó. Thôi bye bye chim nhỏ nha. Thôi tiêu rồi, bây giờ mình phải làm gì đây? Đói quá à. Nguyên một khu rừng mà chẳng có gì để ăn hết. Hí. Vừa nói là có đồ ăn liền. Cuối cùng cũng có con mồi trắng câu. Bơ người ta, thả ta ra. Hên quá, bắt được ngay một con chim béo mấp. Ăn hết chắc là no tới chiều. Bơ người ta, cho sao ăn thịt. Kêu gào vô ít thôi. Thôi rồi, mình đây là con chim, chỉ kêu đâu có ai nghe. Cái này mình chết chắc rồi. Cái này chẳng khổ ta. Ta sẽ ăn luôn một nữa. Ôi trời ơi, con trời ơi. Đừng có bỏ nữa. Khoan hô, các bạn đã đuổi được hắn đi rồi. Không có gì đâu, không có gì đâu. Giúp đỡ
đỡ người khác lúc hoạn nạn là việc ai cũng nên làm. Đúng rồi đó. Mình thiệt là xấu hổ. Trong khi mình ích kỷ, xua đuổi các bạn đi thì các bạn lại giúp đỡ mình. Ơ, biết trở lại rồi. Trước giờ chúng ta không có hiểu nhau, nhưng từ nay chúng mình sẽ luôn chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống nha. Có đói bụng thì cứ tìm tới mình, mình có nhiều đồ ăn lắm. Con coi TV vậy là đủ rồi con. Làm cái gì có ít hơn đi chứ. Như hôm nay là chủ nhật mà. Vậy con giúp ba mẹ làm việc nhà nha. Con chỉ thích làm việc gì lớn thôi. Việc nhà nhỏ xíu à, mẹ làm thì tốt hơn con đó. Lý sự dữ ha. Có việc này rất lớn này đốm, cả ba và mẹ đều không làm được. Đốm giúp ba mẹ nghe. Là việc gì vậy? Con sẵn sàng làm ngay. Nhưng con hứa là phải nỗ lực hết mình. Mẹ tin tưởng vào con đó. Dạ, cứ giao cho con. Vậy bây giờ con đắp đất lên toàn bộ các gốc cây trong vườn giúp ba mẹ đi. Hả? Con một mình đắp đất? Mẹ tin tưởng vào con, việc rất lớn, chỉ có thể là con thôi. Cả ba và mẹ cùng ngồi nhau lừa gạt mình. Bực thiệt, xúc đất mà là việc lớn. Việc dơ dẫn, vô ích thì có. Lại còn, chỉ có mình con làm được. Nè 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 nè, cẩn thận, có tôi cứu. Tôi mà bị té, là anh biết tay tôi đó nha. Này Vui, anh làm gì mà leo lên cái xẻng của tôi vậy? Anh còn lo ái là sao? À, tôi đang mừng việc. Anh tới phá nát công việc của tôi mà còn to giọng cãi chày cãi cối nữa hả? Cái gì? Mừng việc? Cái này mà gọi là làm việc á hả? Mắc cười quá à. Nào anh em, chúng ta tuy nhỏ bé nhưng không thể ai coi thường mình. Anh em đồng loạt tấn công. Đồng tiêu nè, dám nhạo báng người khác hả? Bắn gì mà cũng bắn dở ẹt. Hai tiếp tục tấn công, không cho đối thủ bỏ chạy. Anh em tấn công. Người ở đâu tới, đã phá hoại công trường của chúng tôi lại còn chê bai người khác nữa. Tôi không biết là các bạn ở lớp lung tung như vậy là làm việc. Ở trong lớp học dở lắm phải không? Đâu có, tôi học giỏi mà. Giỏi cái quái gì mà kiến thức chung bụi đất để làm đất tơi xốp còn không biết nữa. Thôi, giờ tôi xin lỗi dòng họ nhà Jun ha. Việc gì cũng có giá trị cả. Đốm xúc đất bón vào gốc cây là quan trọng lắm đó. Đúng vậy, tại đốm cuối đò làm chuyện to không à. Dung dung xuất sắc đã làm cho tên hấp dịch này hiểu ra dung nghe. Tôi sai rồi, sai rồi, bỏ qua nha. Con ham chơi quá, không chịu lo học hành. Thầy giáo mới gọi điện cho mẹ sáng nay nè. Mẹ tức quá, dọn đem hết chơi su su em của con rồi. À, con không biết đâu. Sao mẹ không hỏi ý kiến của con chứ? Không chịu đâu, trả đồ chơi và diễn tranh cho con đi. Không có nói nhiều nữa, mẹ đã quyết định rồi. Bây giờ là con phải đi học. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy? Đứng lại, đóm. Mẹ không có thương mình gì hết á. Mình không muốn ở nhà nữa đâu. Cái hang này dẫn mình tới đâu vậy ta? Anh à, con mình bỏ nhà đi rồi. Em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con để muốn nó học tốt hơn thôi. Mà ai ngờ, nó bỏ nhà đi rồi. Bây giờ anh với em chia nhau ra đi tìm thằng nhỏ. Khi thấy nó thì em phải báo cho anh biết liền nghe chưa.
sao nơi này quen quen vậy ta? Sao giống nhà mình hồi trước quá vậy? Thôi, em đi ngủ đi. Để anh coi chừng con giùm cho. Anh cứ ngủ trước đi. Con bệnh như vậy thì làm sao mà em yên tâm ngủ được. Vậy anh đi ngủ trước nghe. Đốm của ba mau hết bệnh nghe con. Ủa, đó là mình hồi nhỏ sao? Con của mẹ mau chóng khỏe mạnh nha con. Nhìn con đau yếu như vậy, mẹ đau lòng lắm. Mẹ mình thương mình như vậy mà mình cứ nghĩ mẹ mình không thương mình. Mình hối hận quá. Anh thấy con mình chưa? Chưa. Cũng tại em mà. Tại em là con mình nó mới bỏ nhà đi. Mẹ ơi! Đâm! Đâm ơi, mẹ xin lỗi con. Con cũng xin lỗi mẹ. Con đi đâu? Con đi đâu mà mẹ tìm con hoài không thấy? Con thương ba mẹ nhất trên đời. Thôi, con nó về là mừng lắm rồi em ơi. Bây giờ con đói rồi phải không? Con vô nhà đi, mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Dạ. Ê, hai bạn chiều nay đi qua khu rừng vui vẻ chơi với mình không? Chỗ nào mà sao nghe lạ quá vậy? Đó là một khu rừng rất đẹp, nơi muôn thú và cây cối sinh sống hòa bình. Những cành lá lúc nào cũng hát vang. Nghe vui á, lát ba đứa mình đi đi. Nửa tiếng nữa hẹn ở đây nha. Lông sạc đã tới rồi đây. Cho xin ít gỗ về bán nha. Ngươi đừng hòng chặt phá cây rừng ở đây. Cứ chặt đó thì làm gì được nhau nào. Tới nơi rồi. Xin giới thiệu, đây là khu rừng vui vẻ. Nhìn khu rừng có vẻ hơi âm u á. Nhìn vậy thôi, lỡ bên trong đẹp thì sao? Đúng đó, tụi mình vào tham quan đi. À, thấy ghê quá à. Hình như có gì đó không ổn cho khu rừng này. Mang chạy đi, hắn tới rồi. Chuyện gì vậy chim ơi? Các bạn cũng mau chạy đi. Tiếng động phát ra từ đằng kia. Bọn mình tới kiểm tra xem sao. Nhưng nhớ phải cẩn thận nha mọi người. Đau quá. Dừng lại. Lại thêm một đám cản trở nữa. Về đi mấy nhóc. Chỗ người lớn đang làm việc. Nhưng anh không được đốn hạ cây rừng. Đó là phạm pháp. Cái cây này mọc tự nhiên ở đây. Ta thích đốn thì đốn. Có phải ăn cướp ăn trộm gì của ai đâu. Bộ mấy đứa không biết nước mình là rừng vàng biển bạc hay sao? Cứ khai thác thoải mái thôi. Nhưng nếu sử dụng hoang phí thì sau này sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Khu rừng rộng lớn như vậy thì chắc làm sao hết được mà mày đặt nói. Chặt cây này thì cây khác mọc lên thôi. Cảnh đường cho ta chặt tiếp đi. Ui da, đau quá. Đau quá. Đừng ơi, giúp chúng con với. Ta đang ở đâu đây? Đây chính là rừng vui vẻ ở tương lai không xa. Trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Là do con người khai thác quá mức, chặt đi một cây chỉ trong một buổi sáng, mà cây mọc lên thì cần tới mấy chục năm. Trời ơi, thì ra việc làm của mình chính là trực tiếp phá hoại thiên nhiên. Ta đi đây, hy vọng các bạn đã học được một bài học về bảo tồn thiên nhiên trước khi quá muộn. Hả? Trở lại hiện tại rồi kìa. Từ nay tôi xin hứa bỏ nghề tiều phu, chuyển qua trồng cây, vừa sống khỏe vừa. Ủa, hôm nay không có món thịt chiên hả mẹ? Thịt chiên con ăn mấy bữa nay rồi mà. Hôm nay mẹ nói nhiều món khác cũng ngon lắm đó con. Nhưng con chỉ thích ăn thịt chiên thôi. Mấy cái này thì con không có thèm. Nè, mẹ đã cực khổ đi chợ nấu cơm cho con ăn, không biết cảm ơn thì thôi mà còn khen chê nữa à. Thôi, con thì mà ăn nữa. Con lên lầu đây. Con với cái
Diều riết rồi hư, anh phải dạy cho nó một bài học mới được. Đó mà, xuống đây bao giờ một chút coi. Có chuyện gì vậy ba? Con đem cái túi này qua nhà cô chuột giùm ba. Con phải đi cẩn thận và thật nhanh đó nghe. Trong túi này ba có để thêm vài cái bánh, còn có đói thì lấy ra mà ăn. Tối nay mẹ nấu món thịt chiên, mau về rồi ăn. Thiệt vậy hả ba? Vậy con đi nhanh đây. Đi xa có một chút mà được ăn thịt chiên, trời ơi thích ghê luôn á. Ê, đi từ từ thôi, chóng mặt quá. Hả? Cái túi này biết nói. Biết sao không? Người sách ta đi nhanh như vậy, ta chóng mặt quá. Tôi cũng biết chóng mặt nữa, xạo à. Vì thịt chiên mi mới đi giúp ba mi, mi tưởng ta muốn đi chung với mi sao? Cái túi này láo quá nha. Giờ mi có im không thì bảo. À, đứng lại đâu? Mi đâu vậy? Ê, đâu rồi ta? Sao ta yếu rồi? Ủa, đó ba con. Sao con tới đây giờ này vậy? Dạ cô ơi, ba con nhờ con mang tới cho cô một cái túi. Nhưng con để cái túi cứng đầu nó chạy mất tiêu rồi. Trời thì sắp tối, cô cho con ở lại đây một đêm nha con. Thôi, con vô nhà đi. Hai mẹ con cô cũng sắp ăn cơm rồi nè. Nhà cô chỉ ăn đạm bạc vậy thôi, con ăn đỡ nha. Dạ. Ủa, sao anh đớm khóc vậy? Lần đầu tiên anh được ăn chén cơm ngon như vậy đó. Em còn cơm không? Cho anh thêm đi. Còn bao nhiêu đây là hết rồi, anh ăn đi. Hết rồi hả? Thôi em ăn đi. Vậy mẹ ăn đi. Ủa, sao anh nhường em mà em không ăn? Mẹ cực khổ đi làm, nếu có cơm cho em ăn, em phải nhường cho mẹ chứ. Mẹ ơi, con sai rồi. Chào mọi người. Tôi mang thức ăn tới cho mọi người đây. Ba, ba ơi, con xin lỗi ba. Biết sai rồi hả đốm? Mẹ mình cực khổ nấu những món ngon cho mình ăn, mà người ta thì không có để ăn. Mình thì lại đi chê khen nu đòi. Yeah, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cái túi này nó giúp cho ba, để ba cho con một bài học đó. Về nhà xin lỗi và cảm ơn mẹ con đi. Bây giờ thì con cầm cái túi này, lấy thêm đồ ăn ra rồi cả nhà cùng ăn. Dạ. Sao hôm nay trời nóng vậy ta? Khó ngủ á. Ủa, sao anh gà lại cái gì giờ này? Mai mình rủ bụng bự với tay to tìm hiểu coi sao. Hả? Mới 5 giờ sáng anh gà đã gáy rồi hả? Lấy tận 2 lần đó. Ảnh gọi ông mặt trời vậy đó. Không có gì đâu. Có, mình có thấy ông mặt trời trả lời ảnh đâu. Hay học xong á, mình chạy qua hỏi anh gà trống đi. Lỡ có chuyện gì mình giúp ảnh nữa. Được. Anh gà trống ơi, sao chả thấy ai hết trơn vậy ta? Chẳng lẽ ảnh đã gặp chuyện gì rồi hả? Tụi mình phải đi kiếm ảnh ngay. Ừ, nhanh lên. À, mà khoan, kiếm ở đâu vậy? Lên hỏi ông mặt trời thử coi. Lỡ mẹ mình nói đúng là anh gà trống gáy gõ ông mặt trời thì chắc ông mặt trời sẽ biết chứ. Có lý, đi thôi. Ông mặt trời ơi, ông mặt trời. Chuyện gì đó ba đứa? Dạ, tụi con đi kiếm anh gà trống. Thì sáng sớm nay con thấy ảnh gọi ông dậy rồi. Mà nãy giờ con kiếm không thấy ảnh đâu anh. Hả? Ta tự dậy mà, ai gọi ta đâu. Ủa, sao mẹ con nói mỗi sáng tiếng anh gà trống gáy là để đánh thức ông dậy mà. Còn có nha, ta tự lập từ đó tới giờ chứ bộ. Vậy là nguy rồi. Nếu không phải anh gà trống gáy để gọi mặt trời dậy thì lý do gì mà anh gáy lúc sớm vậy ta? Bình tĩnh, để ta kiếm cho. Cậu ta kìa, ngay bìa khu rừng vui vẻ đó. Wow, tìm ra rồi. Tụi con cảm ơn ông mặt trời nhiều. Anh gà trống, anh có sao không? Hey, đất hơi cứng nên chắc không nhiều vung đâu. Không phải, ý tụi em á là tại sao sáng nay anh gáy sớm dữ vậy? Thì ngày nào anh chả gáy, nhưng sao anh lại gáy sớm như vậy? À,
đến gọi đàn của mình vậy? Chuẩn bị đi kiếm thức ăn. Ồ, thì ra là vậy. Tụi anh là gà nhà, nhưng tổ tiên dẫn từ gà rừng mà ra, nên tụi anh cảm nhận được nhiệt độ thời tiết thay đổi khi trời sắp sáng để thông báo với các chị, các mẹ gà mái. Vậy mà mẹ em cứ nói anh gõ mặt trời vậy đó. Nhưng anh gây lớn như vậy còn để làm gì nữa không? À, thực ra cũng còn chơi nữa anh. Thì anh gáy để lấy oai với mấy chị gà mái mưa. Anh gà trống kiếm vợ kìa. Mấy đứa là lớn, sao kiếm vợ? Mà trưa rồi, sống về nhà đi. Thôi tiêu rồi, nãy đi rồi, quên báo với mẹ. Giờ lẹ thôi mấy bạn. Tụi em chào tạm biệt anh gà trống. Đi. Thôi mà mình không có giàu đâu, giờ đó không có gì ăn hết trơn á. Thôi mà, đi ăn hoài, lâu lâu vô triển lãm tranh xem chút đi. Ờ, vô đây coi thử đi bụng bự. Biết đâu, tranh vẽ được ăn thì sao. Ê, đốm đốm, bức này đẹp quá nè. Ờ, sự vĩ đại là cái gì? Sao bức tranh ghi là vĩ đại mà nhỏ xíu vậy? Vậy mới là nghệ thuật chứ. Còn bức này, sự cô đơn mà sao có quá chừng người trong tranh vậy? Vậy là bạn không hiểu rồi. Không biết tài to có hiểu gì không ta, hay là nó đại? Thật ra cô không hiểu gì á. Ê đốm, chán quá à, kiếm cái gì phá đi. Ở đây có gì đâu mà phá. Chơi ông đốm. Ê tài to, lại đây xem bức tranh này có đẹp không nè. Ủa, sao bức này lạ vậy ta? Hồi nãy hình như là... Ai cho mấy bạn vẽ bậy lên tranh chứ hả? Trời ơi, bạn không biết gì hết. Đây gọi là nghệ thuật. Mấy bạn rõ ràng là vẽ bậy, không sợ mấy bức tranh sẽ nổi giận sao? Mình vẽ thêm không tính phí thì thôi, làm gì mà giận. Mỗi bức tranh đều có xúc cảm và linh hồn riêng đó. Nếu không được đối xử tốt, cái bức tranh sẽ buồn. Đốm ơi, chạy mau, chạy mau, cái bức tranh đang nổi giận kìa. Đáng đời các bạn vẽ bậy nha. Tụi mình biết lỗi rồi mà. Thôi mình chờ rồi mà, mình chờ rồi. Thôi tụi mình chờ rồi, mai mốt tụi mình không có vẽ bậy nữa đâu mà. Các bạn phải biết trân trọng những đồ vật nơi công cộng. Nếu mà mấy bạn phá hết thì người tới sau đâu xem được nữa. Hơn nữa, nó còn là hành vi kém văn minh đó. Tụi mình biết rồi mà, tha cho mình đi. Không biết hôm nay ai sẽ dạy mình hả? Giờ học đặc biệt này, mình hồi hộp quá à. Các bạn làm gì mà nôn nóng dữ vậy? Một chút giáo viên vào lớp rồi sẽ biết. Xin chào các bạn nhỏ. Là ba của đốm hả? Ba mình. Chào tất cả các thành viên của lớp học đặc biệt hôm nay. Bác đốm ơi, hôm nay chúng ta sẽ học gì ạ? À, hôm nay chúng ta sẽ học về vũ trụ. Vũ trụ? Đúng vậy. Hôm nay trong tiết học đặc biệt này, nhà trường đã mời ta đến để đưa các con đi tìm hiểu về vũ trụ. À, hay quá. Chúng ta sẽ đi tham quan các hành tinh nha. Đây là hành tinh xanh đó các con. Hành tinh xanh? Gì mà con thấy toàn là xám xịt, có gì đâu mà xanh đó bà. Chỗ này trước đây cây cối mọc xanh cả hành tinh luôn. Nhưng sao bây giờ cây cối như thế này hả bác?
vì con người ở đây đã xả khí thải trên hành tinh này quá nhiều, làm cho cây cối ngộ độc mà chết hết. Rác thải hả, tràn ngập luôn. Khí thải quả là nguy hiểm quá à. Bảo tới rồi, chúng ta đi thôi. Đây chính là hành tinh hòa bình đó các con. Trời ơi, hành tinh hòa bình gì mà bọn robot đánh nhau ngậm cù đeo tùm lum à? Mà toàn là sắt thép không à? Sao kỳ vậy bác? Bác có nhầm không? Không nhầm đâu các con. Chỗ này trước đây rất là hòa bình, hành tinh rất là đẹp, nhưng mà người hành tinh này tham lam, khai thác khoáng sản quá mức, chế tạo robot đánh nhau tùm lum luôn. Kết cục là hành tinh này thành chiến trường như vậy nè, đúng không ba? Đúng vậy đó con trai. Bác Đơm, hình như chúng phát hiện ra ta rồi kìa. Bác nhanh lên đi bác. Xem rớt tiền bên ngoài luôn rồi. Bây giờ chúng ta đến hành tinh khác thôi. Sao giống trái đất quá vậy bác? Chính xác đó con, đây chính là trái đất. Nhưng nếu các con biết cách bảo vệ, không xả rác, không làm ô nhiễm môi trường hay là tham lam, thì nó sẽ trở thành một hành tinh xanh, hành tinh hòa bình mà thôi. Vậy từ nay con sẽ không bao giờ xả rác hay làm bẩn nước nữa. Vậy tốt nhất bạn nên giữ cẩn thận chiếc túi ni lông để bỏ đúng nơi quy định nha. Tai to nói đúng, rác ni lông rất khó phân hủy, nên nếu mình vứt lung tung thì dễ ô nhiễm môi trường. Giờ học hôm nay đã hết rồi, ta rất mừng vì các con đã hiểu, yêu quý và bảo vệ môi trường này. Xin chào, mình là Đốt và mình vừa không nghe lời mẹ mình. Chị Bảy, chị mới tới chơi hả? Tôi mới tới. À, cô Bảy, thưa cô Bảy mới tới. Ừ, đốm bữa nay lớn quá ta. Nè, cho cô gửi cái chổi bay ở đây nghe. Chút xíu chiều cô quay lại lấy, cô có việc xíu. Một lát nữa, con mượn chổi bay thử cho cô Bảy. Không được đâu, cây chổi này nó lì lắm, nó không nghe lời ai hết, gửi lên thì nguy hiểm lắm. Con có một chút xíu mà. Cô Bảy đã nói vậy rồi mà có còn mè nheo gì nữa. Chị cứ để đó đi, em giữ cái chổi cho. Vậy cảm ơn mẹ Đốm nhiều nha. Chị phải đi gấp rồi. Cô đã mất tiêu rồi. Nghe cô nói gì chưa? Không có phá cái chổi đó nha. Dạ. Bay lên đi chổi ơi. Cao lên nữa, cao lên nữa chổi ơi. Cao lên nữa. Ê chổi, bây giờ mình bay lên đỉnh núi cao đằng kia đi, mất bao nhiêu phút. Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta chứ hả? Chuyện là vậy đó, vì không nghe lời mẹ nên bây giờ mình sắp bị rơi từ cây chổi biết bay này xuống đất, nát mông là cái chắc. Vậy là từ nay mất coi siêu nhân luôn. Có cô kịp bay qua cứu con đó. Hay quá ha. Một lát cô về, cô sẽ mét mẹ cái tội con dám cãi lời người lớn nè. Từ nay về sau con sẽ không bao giờ dám cãi lời người lớn nữa đâu. Xem chút nữa con nát mông rồi. Cho chừa cái tật. Woo!
bầy chim kìa. Phải chi mình cũng được bay như chim ha. Thì bạn đi máy bay là bay được thôi. Thôi, mình muốn có đôi cánh kìa, bay vạch vạch như chim vậy á. Chứ đi máy bay thì nói làm gì nữa. Chim là chim, người là người, chứ làm sao người bay được như chim chứ. Đúng rồi đó. Vạch 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 gì? Vạch 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 vạch. Ý, có ông cú kìa. Chào cậu bé, ta nghe nói cháu muốn có một đôi cánh đúng không? Dạ dạ đúng rồi, cháu muốn có một đôi cánh để có thể bay như là chim trên trời vậy á. Vậy cháu có gì để đổi lấy đôi cánh nè? Cháu chỉ có nhiêu đây thôi à. Nhiêu đây cũng đủ rồi. Bụng bự, bạn suy nghĩ kỹ lại đi. Mình chưa từng thấy ai bán đôi cánh bao giờ. Nhưng mà đây là cơ hội duy nhất để mình được bay á. Dạ, con đồng ý lấy đôi cánh. Ý, được rồi nè, tức quá à. Ông biến mất tiêu rồi. Sao thấy khả nghi quá à. Mấy bạn tránh ra đi, để Bụng Bự bay thử nè. Phách, phách, phách. Vui quá à. Ý, mình bay được rồi nè, mình bay được rồi. Vô. Bụng Bự bay được thiệt rồi kìa. Yeah, vui quá à. Bay được như chim luôn. Phách, phách, phách. Vui quá. Quá đã luôn, đôi cánh của tự do. Ui, đau quá à. Ui trời, sao nó rớt ra mất tiêu rồi. Sản xuất tại hành tinh Cà Tấn. Rồi, xong. Bụng Bự mua phải hàng dởm rồi. Hồi nãy mình đã nghi nghi rồi mà. Biết vậy mình đã nghe lời đốm rồi. Đúng là không nên mua đồ không rõ nguồn gốc. Mà tốt nhất là sau này mình nên hỏi ý kiến người lớn trước khi mua gì đó. Không thôi lại tốn nguyên cái ống heo mà chả được gì. Đừng có quên là coi nhà sản xuất, hàng sử dụng nữa nha. Thôi đừng buồn, lát nữa mong sẽ hết đau liền thôi. Có phải trái này không? Đúng rồi, cảm ơn bạn nha. Có gì đâu, mấy bạn tập dưỡng sinh vui vẻ nha. Ý bạn là gì? Thì con gái chơi mấy cái trò nhẹ nhàng tình cảm này là đúng rồi. Chứ mấy trò mạnh như đá banh có hay đâu. Chơi đánh cầu lông là đúng rồi. Vậy mình thách hai bạn đánh một ván cầu lông với tụi mình. Được, chơi luôn. Nếu thua, hai bạn phải bao tụi mình ăn khoai tây lắc nha. Còn nếu hai bạn thua thì sao? Thì mấy bạn muốn gì cũng được. Là bạn tự nói đó nha. Mấy bạn chuẩn bị chưa? Mình chuẩn bị giao cầu nữa nha. Uống giao cầu sắp xét đó. Đánh đi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có phải trái cầu vừa sạc lửa rồi bay qua đây phải không? Chắc là nhìn nhầm thôi. Làm gì có chuyện đánh mạnh tới nỗi trái cầu nẹt lửa được. Thôi, nhường cho hai bạn giao cầu trước đó. Đo chung người một cái, ta banh xác luôn á. Sao hả? Có muốn thi đấu nữa không? Thôi thôi thôi, bọn mình chừa rồi, bọn mình xin thua. Vậy mấy bạn có học được gì qua trận đấu này không? Có. Phải
phải tôn trọng sở thích của người khác. Không nên so sánh, chơi bài ai hết, vì mỗi người đều có sở trường riêng. Đúng rồi, bây giờ đi ra chợ ha, mình có nhiều thứ muốn ăn lắm đó. To giỏi lắm, lại chạy nhanh nhất lớp rồi. 10 điểm cho em. Bây giờ thì giờ học tới đây đã giải tán, các em có thể đi về. Tài to ghê nha, cứ cái đà này á là bạn sẽ vô địch Olympic chắc luôn. Bạn nói ngại quá à. Nhưng mà mình không vô địch thì ai vô địch đây? Chẳng qua là ăn may thôi, chứ cỡ bạn còn lâu mới vô địch. Chứ bạn nghĩ ai thắng được mình? Bạn chắc. Đừng quên ai mới là người thua đó nha. Tại hồi sáng mình ăn hơi nhiều thôi, chứ cơ bạn, ai mà chả thắng được. Hả? Ai là ai vậy? Như bạn rùa xanh chẳng hạn. Tưởng bạn nói ai? Chứ rùa xanh nổi tiếng chậm chạp mà đòi thắng mình hả? Đua thử thì biết, mình bắt rùa xanh. Sao hả rùa xanh? Bạn chịu đua không? Thì đi rùa xanh, mình đảm bảo bạn sẽ thắng. Thì... Được rồi, vậy sáng mai ở gốc cây đa, tụi mình sẽ chạy đua tới trường, xem ai mới là người nhanh nhất nha. Đây là khẩu súng siêu tốc. Ngày mai trước khi thi, bạn chỉ cần bắn vào người, đảm bảo chị nhanh số 1 luôn. Chỉ cần như vậy thì tay to hít khói bạn luôn. Mình sẽ không ăn gian, mình không thèm một chiến thắng gian dối. Nhưng như vậy bạn sẽ thua tay to mất. Để rồi xem. Súng siêu tốc. Để coi ngày mai mình chạy nhanh cỡ nào, có khi phá luôn kỷ lục Olympic. Chuẩn bị, sẵn sàng, chạy. Tay to, chạy đi kìa, đừng có chủ quan. Trời ơi, chuyện nhỏ, bây giờ mình bắt đầu chạy nè. Tay to có thể là nhanh hơn mình chạy luôn. Chứ sao. Nhanh quá, mình không dừng được. Nhanh quá, bay lên vô tưởng tượng kìa. Cuối cùng cũng dừng được. Chết rồi, còn cuộc thi nữa, phải quay về mới được. Dạch cái đít kia rồi. Bạn đừng buồn, sau này chúng ta sẽ đua lại. Chiến thắng hôm nay của bạn xứng đáng lắm. Mình đã tự thua chính bản thân mình khi ăn gian. Giỏi lắm rùa xanh, bạn đã chứng minh được là chỉ cần quyết tâm, chắc chắn sẽ chiến thắng. Suốt nè. Ê ê, mấy bạn cho mình chơi với. Mèo đen xui xẻo kìa. Mèo đen xui xẻo hả? Đúng rồi, người ta nói gặp mèo đen là xui lắm đó. Chắc là người ta đồn bậy thôi á, chứ làm gì có chuyện đó. Ủa, mấy bạn đang bàn tán xôn xao gì vậy? Hào không có gì đâu. Mình với bò vàng có việc phải về trước rồi. Bạn ở lại chơi với đớn và bụng bự nha. Mấy bạn không thích thì về trước đi. Ba đứa chơi đủ vui rồi. Ý vui quá à, chuyện cho tôi nè. Thôi chết rồi, xui quá. Thôi, không có gì đâu, tụi mình nhổ rác vào đi. Bạn nghĩ vừa nãy là trùng hợp hay là mèo đen xui thiệt vậy? Đá chai bành, không nhìn trước thôi, ai cũng có lúc vậy mà. Thôi, chơi đá banh chán rồi, hay là mình chơi bóng rổ đi. Nè, chụp đi nè.
ai nói bạn xui xẻo chưa hả mèo đen? Ai cũng nói vậy hết trơn á. Thôi mình hiểu rồi, mình về đây. Mèo đen à, bây giờ mình mới tin á, là chuột với bò vàng nói đúng rồi. Bớt người ta, cướp, cướp, bớt người ta. Tránh ra khỏi hàng nhóc này. Đau quá. Ném vậy mà cũng ném. Ơi. Cảm ơn cháu nhiều nha mèo đen. Gặp được cháu ở đây thiệt là hên quá. Theo mình nghĩ, hên hoặc xui là do cách mình nghĩ thôi. Mọi thứ là trùng hợp thôi mà. Mình xin lỗi bạn nha mèo đen. Không có chi. Đổ cái thuốc này vô mũi đúng không? Đúng rồi, đổ lẹ đi. Ủa? Sao bên đây phòng mình lớn quá vậy? Hả? Sao tự nhiên tay chân mình bé xíu vậy? Bạn tỉnh rồi đó hả? À, chỉ cần biết thôi. Bạn teo nhỏ như vậy là do chúng mình làm đó. Là mấy bạn làm mình teo nhỏ lại hả? Cho mình bự lại đi. Chưa được, chưa được. Sau khi bạn giúp tụi mình đánh thắng bọn người dâu đã. Thôi, đi về làng bọn mình đi. Rồi bọn mình kể thêm cho nghe. Ủa? Sao mấy bạn có vẻ căng thẳng quá vậy? Vì bọn mình chuẩn bị tử chiến với bọn người dâu. Người dâu và người cam từ bao đời nay đã tranh cãi xem vị ngọt hay vị chua thì ngon hơn. Nhưng cãi mãi không có kết quả. Thế là hai bên sẽ hẹn ngày tử chiến một phen để quyết định kết quả. Và tụi mình quyết định chọn bạn để làm thủ lĩnh của bọn mình. Vì bọn kia cũng đã nhờ một người giúp sức mà. Để mình thử xem sao. Anh em, hôm nay là ngày chúng ta cho bọn người dâu viết tay. Vị chua là số 1. Xông lên anh em, đánh tủ đầu trước khi bọn nó kịp trở tay. Lên. Ê, khoan đã. Ủa, đớm, mình không ngờ là bạn nghe phe người cam luôn đó. Hai phe thôi đi. Lý do hai phe đánh nhau thiệt là tào lao. Vị ngọt hay vị chua cũng đều ngon hết mà. Tại sao ta phải tìm ra vị ngon hơn chứ? Gì? Ta không biết. Nhưng mà nói chung là mùi ngọt thì ngon hơn và tụi cam phải bị tiêu diệt. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả cuộc đội bạn cho ăn ngọt hả mụn bự? Chắc là sẽ bị tiểu đường mà chết. Đó, thấy chưa? Cuộc sống là phải cân bằng nhiều mùi, nhiều vị thì mới thú vị chứ. Như mình ăn chua hoài, chắc chắn sẽ bị lũng ba tử luôn. Chúng ta phải biết cân bằng mọi thứ để sống vui, khỏe hơn chứ. Bạn trẻ này nói có vẻ đúng đó. Đình chiến vì một cuộc sống cống hiến, ngươi thấy sao? Đồng ý. Đình chiến là để cống hiến cho cuộc sống nhiều giá trị hơn. Đúng rồi. Nắng dữ quá vậy. Mỡ nuôi cực lắm mới được như đây nè. Mà nắng vậy chắc chảy hết mỡ quá. Ai vậy? À, cái quỷ gì đây? Ý, quyển sách của ai đánh rơi đây? Có ký tên Mặt Trời Đẹp Trai. Chắc là của ông Mặt Trời nè. Ồ, ngủ rồi. Vậy lát mình sẽ đưa cũng được. Đồ xịn thì phải xài thử. Để xem có cái gì hay nào. Cách tạo mây.
la, cục mây kéo ra. Ý, hay nghe. Ê Bụng Bự, sao bạn còn ngồi đây? Mai kiểm tra rồi đó, bạn học bài chưa? Chưa học chữ nào đó. Vậy là bạn còn không lo về học đi. Chắc gì ngày mai kiểm tra. Chà, để xem khúc nào là khúc gọi bão nè. Cấp báo, bỗng nhiên có một đợt áp thấp nhiệt đới không rõ từ đâu ra kéo vào đất liền. Các cơ quan, trường học được tạm nghỉ để tránh bão ngày hôm nay. Thôi, hôm nay con ở nhà đi, không phải đến trường đâu. Oh yeah, quyển sách đúng là số 1, kêu mưa gọi gió thoải mái luôn, cảm thấy thiệt là quyền lực. Nhưng mà ăn mì gói đỡ nha, tại nhà mình hết đồ ăn rồi, bão như vậy mẹ không có đi chợ được. Ăn mì gói ngán lắm. Bụng bự. Mẹ ơi, mẹ. Khúc nào là khúc tách bão đây ta? Thôi xong, ai cứu mẹ không chơi? Ông mặt trời ơi. Thì ra Bụng Bự là người nhặt được sách của ta mà không trả. Dạ, con xin lỗi ông. Sau này mà lượm được của rơi thì nên tìm cách trả lại cho người mất ngay. Mượn tạm hay xài thử thì cũng không nên. Chưa hết, nghịch đồ nguy hiểm mà không nghĩ tới hậu quả nữa, mẹ phạt con không được xem tivi một tháng. Con chừa rồi. Như vậy chán chết một. Quýt còi 3 hơi là bay cao 15 mét, quýt còi 2 cái là bay vừa 10 mét, quýt còi 1 cái là bay thấp. Đồng đội rõ chưa? Dạ rõ. Thỏ nâu ơi, thỏ nâu có biết anh em vào vị trí. Anh đi đâu mà làm kinh động đến chúng tôi? Các bạn có thấy thỏ nâu đâu không? Mình đi tìm em mấy nãy giờ mà không thấy. Quan trọng lắm, các bạn giúp mình đi. Chẳng có chuyện gì quan trọng trên cánh đồng cỏ này cả. Mình đã hứa với ba mẹ em ấy là trông coi em ấy cẩn thận. Giờ thì mình tiêu rồi. Thì sao chứ, không có liên quan gì đến bọn này đâu. Trời ơi, chuyện này quan trọng hơn mà. Thay vì các bạn bay lượn vô nghĩa, các bạn làm việc có ích hơn đi. Hãy giúp mình tìm thỏ nâu nha. Sao chứ, bạn đừng nghĩ chỉ có chuyện của bạn mới quan trọng nha. Chúng tôi ngày nào cũng lao động vất vả, bạn có biết không hả? Sao, sao chứ? Nào anh em, nhiệm vụ của chúng ta là làm gì? Là dự báo thời tiết. Đúng, chúng tôi mỗi ngày đều phải tập trận để dự báo thời tiết chính xác cho cánh đồng này. Vậy mà bạn lại nói chúng tôi là vô ích à? Xin lỗi các bạn, vì mình đang gấp quá nên có lỡ lời. Được rồi, tha thứ cho bạn đó. Nhưng bây giờ chúng tôi không thể bỏ nhiệm vụ ở đây được. Cấp báo. Chuyện gì vậy anh Minh Nhị? Dạ thưa sếp lão, em đã tìm thấy được thỏ nâu ở phía trái cánh rừng, cách đây 1 đồng cỏ ạ. Vậy hả bạn? Tại sao Minh Nhị biết? Hắn trốn đội ngũ để mai đi chơi đó hả? Sếp lão, tuy rồi hàng ngủ là không tốt, nhưng Minh Nhị đã làm điều tốt và giúp đỡ người khác. Được rồi, tha cho Minh Nhị, lần sau còn tái phạm sẽ phạt 100 lần. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Mình đi tìm thỏ nâu đây, không làm phiền các bạn nữa. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay giữa thì nắng. Đó thua rồi, nhắm mắt lại đi.
10, 15, 20, 25, 30, 35, 100. Hai bạn đang trốn ở đâu vậy? Mình sẽ tìm được hai bạn cho mà xem. Cái gì vậy trời? Hả? Cái gì vậy ta? Hãy ghi điều ước và xé tôi đi. Kỳ lạ thiệt à. Không biết là cái sách vé điều ước đó là có thật không ta? Hay là mình ước thử xem sao? Lỡ nó có thiệt thì sao? Xe đồ chơi loại mới. Đúng rồi đấy con. Cầu được ước thấy. Thích quá thích quá. Yeah. Sao mẹ buồn vậy? Hôm nay ở chợ hết củ cải rồi. Mẹ muốn làm món gì đó với củ cải. Không sao mẹ, con sẽ giúp mẹ cả một xé củ cải luôn. Trời ơi, ở đâu mà nhiều củ cải vậy nè? Trời ơi, cứu tôi với. Có chuyện gì mà hôm nay đớm vui vậy? Tí nữa hai bạn qua nhà mình chơi. Mình có cái này hay lắm đó. Cái gì vậy? Bí mật. Bạn làm mình tò mò quá. Thích quá, con búp bê đẹp quá à. Bạn cho tụi mình hả? Ở đâu bạn có mấy thứ này vậy? Là nhờ có sách vé thần kỳ này. Nếu bạn muốn có thứ gì, chỉ việc đi vào đây là có ngay. Mình muốn có thật nhiều đồ ăn. Bánh kem, sô-cô-la. Mình muốn có một đôi giày trượt ba tên xịn nhất. Mẹ bị sao vậy mẹ? Không biết tự nhiên tiền biến đi đâu mất. Mới hồi nãy quá trời mà bây giờ thì trời. Nhà có trộm hả mẹ? Không phải là trộm đâu. Mẹ đang mở tủ tiền ra định lấy tiền thì tự nhiên nó biến mất trước mặt mẹ. Lẽ nào là... Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của siêu thị không gian chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của siêu thị không gian chúng tôi. Hả? Thì ra là Đốm đã mua hàng mà không biết. Tưởng đâu được ông Bụt cho điều ước chứ. Đốm, tại sao cô dám mua một đống đồ chơi công nghệ mà không xin phép mẹ? Con sẽ biết tay với mẹ. Nguy rồi, mẹ mình lên, giờ sao đây? Cầm cái kế, trốn lên thùng xanh. Bình gốm đẹp quá. Bạn mua ở đâu vậy Đốm? Ở dưới đất này, mua không có đâu. Bình gốm này là từ sau kim đó. Chỉ có một bình duy nhất thôi. Cho mình xem với. Trời ơi. Đốm ơi, cho mình xin lỗi. Khoan đã, có cái gì nè? Ồ, một cái bản đồ có chỉ đường nè. Có khi nào là bản đồ kho báu không? Chỉ có một cách để biết. Đi lên, hành trình tìm kho báu vũ trụ. Bây giờ mình đi đường nào hả Đốm? Mày coi giùm mình đi. Đường đi không khó lắm, nhưng mà ở đây ghi là cẩn thận nguy hiểm nè Đốm. Đi tìm kho báu tất nhiên là phải nguy hiểm rồi. Có chuyện gì vậy? Các cáo đang đi tìm kho báu chứ gì. Ôi trời, hải tặc kìa Đốm, mau chạy đi. Nguy hiểm quá à, mình về thôi Đốm. Không được, tới đây rồi thì phải lấy kho báu cho bằng được. Nhanh nhanh, chúa kia, bọn hải tặc. Chạy đâu lẹ lẹ hả mấy chú em? Ta đã sớm biết nơi này chứa kho báu rồi. Vậy tại sao ngươi không đi lấy đi, còn bắt bọn ta làm gì? Vì hòm kho báu chỉ mở ra cho những đứa trẻ ngoan, mà ta thì chắc chắn không phải là trẻ ngoan rồi. Nãy mình làm bể cái bình, lại tham ăn tham ngủ nữa, chắc chắn không phải trẻ ngoan rồi. Mình để các bạn cho tình huống nguy hiểm và ích kỷ cá nhân, chắc chắn không phải trẻ ngoan.
mình hả? Mình không muốn bỏ tí nào. Ý, là ông Bột. Ta hy vọng qua hôm nay các cháu đã có được bài học cho chính mình. Tự nhận thức bản thân chính là một bài học quan trọng. Chiếc hộp kho báu chỉ là một thử thách để cho các cháu nhận ra được bài học này mà thôi. Quả là một chuyến hành trình thú vị. Ôi chà, đói bụng nữa rồi. Mình cũng hơi đói, đi kiếm gì ăn đi. Ý, đúng rồi đó, hôm qua đi siêu thị mình có nhận được tờ khuyến mãi này nè. Khuyến mãi 50% bắp rang tại mặt trăng. Wow, giảm giá tới một nửa luôn. Sướng vậy, đi liền luôn đi. Oh yeah, bắp rang bơ là bắp rang bơ. La 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 la. Ngồi xuống đi bụng bự, đứng lên xe nguy hiểm lắm đó. Đừng tới rồi nè. Wow, cho em một phần bắp rang siêu bự luôn. Hả? Hả? Có gì mà bạn ngạc nhiên vậy? Ê, trời ơi, quái vật bắp rang. Vậy là tụi mình trúng kế của hắn rồi. Xin chào quý khách. Ồ, chú có phải là... Ừ, đúng rồi, chú từng là quái vật bắp rang, chuyên đi làm đủ mọi chuyện xấu trên đời. Nhưng mà chú giải nghệ rồi, bán bắp sống lương thiện thôi. Mấy cháu ăn gì nè? Chà, tin được ông ta. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người dạy lại mà. Vậy thì cho 3 phần bắp rang siêu lớn với bơ, kem vani sữa gà cho chú. Tới liền. Xin chào chiến hữu. Lâu quá không gặp, lúc này làm ăn khá không? Cũng được à. Hai anh ăn gì không? Thôi khỏi, tụi này không thích ăn bắp. Tụi này tới đây để rủ chú em đi làm phi vụ mới. Ừ, dạo này tôi bỏ nghề rồi, sống lương thiện vui hơn anh ơi. Nhìn nó nè anh hai, một thời dữ dội lắm mà giờ đi bán bắp đó. Phá bành cái quán này cho anh. Cho mày thấy luôn. Mấy anh làm gì vậy? Bỏ hết đồ ra trong quán người ta rồi. Dù ngày xưa chú bắp rang có làm việc xấu, thì bây giờ chú cũng đã nhận sai và làm ăn lương thiện rồi đó. À, thằng nhóc lớn gan mà dám dạy đời tao hả? Các ngươi hãy cút ra khỏi đây ngay, đừng để ta nổi giận. Chú ngầu quá. Cảm ơn các cháu đã tin ở chú, đây là động lực lớn nhất để cho chú tiếp tục làm người đơn thiện. Siêu thị nha mẹ. Đi siêu thị làm gì con? Mẹ đã mua tất cả đồ ăn trong tuần và hôm qua rồi. Nhưng con muốn đi siêu thị nữa mà. Sao hôm nay con siêng vậy ta? Con muốn mua đồ chơi mới thôi. Thì ra là vậy. Nhưng mà đồ chơi của con có nhiều lắm rồi mà đốm. Đâu có đâu, con chẳng có gì để chơi hết đó. Vậy mấy cái này là cái gì đây? Nhưng mấy cái này cũ kỹ hết rồi, con thích được chơi mới thôi. Mẹ không mua cái gì hết, con dọn dẹp được chơi lại ngăn nắp cho mẹ. Ghét mấy món được chơi này quá, vừa xấu xí vừa chán nữa, mình không thèm chơi nữa. Mẹ không cho con mua được chơi mới thì con cũng không thèm chơi nữa, con bỏ hết rồi đó. Con bỏ thì mẹ sẽ gom hết đồ chơi của con cho hội từ thiện. Biết bao nhiêu bạn nhỏ vùng sâu vùng xa còn không có đồ chơi kìa. Chúng ta phải xử lý hắn sao đây?
còn sao nữa. Hắn đối xử với chúng ta như thế nào thì giờ hắn phải đền tội như thế đó. Yeah! Không! Các ngươi muốn làm gì vậy? Thả tôi ra! Ba mẹ ơi, cứu con với! Các bạn, bình tĩnh. Các bạn muốn làm gì? Các bạn ư? Nếu đã là bạn thì không quăng tôi đau điếng, hư hại khắp cả người thế này. Em nữa nè, rớt cả tay luôn. Đi việc té, dập cả cái mũi nè. Tôi thì chống đầu đến chống hết cả mặt. Các anh lần lượt xử lý đi. Em sẽ đánh bài khúc tiễn biệt cho Du Dương và Hoành Tráng. Yeah, đồng ý. Các bạn ơi, bình tĩnh, lấy biết lỡ đó mà. Tại nó cũng không tốt với các bạn thôi. Thì đó chỉ là giấc mơ thôi. Nó đâu rồi? Các bạn đâu hết rồi? Các bạn đâu rồi? Có chuyện gì vậy con? Là các bạn đồ chơi của con. Hôm qua con còn để ở trong phòng, giờ không thấy đâu hết. Con kiếm đồ chơi phải không? Mẹ thấy con không cần nữa, cho nên mẹ cho các bạn nhỏ ở hội từ thiện rồi. Hả? Các bạn sẽ giận con vì con không yêu thương các bạn nữa. Rồi sẽ có các bạn khác sẽ thay con yêu thương đồ chơi thôi. Tặng đồ chơi cho người cần hơn mình là rất đáng quý. Nhiều nơi trên đất nước mình, trẻ em không có đồ chơi, thấy thương lắm. Dạ, con hiểu rồi. Các bạn đồ chơi sẽ hạnh phúc với các bạn nhỏ mới. Diêu Tương. Ha ha, ăn ngược lại rồi nè. Chiếu Bí. Không chơi nữa. À, chơi gì kỳ vậy? Tức quá, xíu nữa là thắng rồi. Ui da, đau quá. Mà hồi nãy mình có hơi nóng tính quá không ta? Em bự, đi ra đồi với mình không? Ê, hay á, đi liền. Vậy là mình hất đổ bàn cờ luôn. Mình có nóng tính quá không vậy? Chắc là có đó. Mà cũng sao đâu, một lát về bạn xin lỗi tao to là được. Tại tao không có giận dai đâu. À ha, mà bây giờ mình đi đâu gì đó? Ba mình giờ chuyển lá thư này tới cho hành tinh bong bóng. Nhưng là có gì gấp lắm đó. À, vậy thì mình tăng tốc đi nhanh thôi. Không được đâu, phía trước hình như có ủng tắc giao thông rồi. Hả? Trên vũ trụ mà cũng có kẹt xe nữa hả? Có chứ sao. Chà, ngày này hơi dài, chắc phải đợi hơi lâu á. Ôi trời ơi, kẹt gì mà kẹt dữ vậy? Mình vượt lên đi đớm. Không được đâu, mình phải tuân thủ theo luật giao thông chứ. Nhanh lên giùm cái đi. Thôi mà, làm như vậy thô lỗ lắm đó. Mình không quan tâm, chờ nguyên một hàng xe như vậy thì biết chừng nào mới xong. Trời ơi, bà nhìn coi, bà như làm gì rồi bụng bự. Thôi xong rồi. Không biết có ai bị thương không nữa. Úi trời ơi, mấy đứa có bị làm sao không? Có bị thương trầy trụa chỗ nào không? Dạ, tụi con không có sao hết. Mà tại con nó mới xảy ra tai nạn cho mọi người. Đầu đuôi là sao nè? Dạ, là tại con, con nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nên đã gây ra tai nạn cho mọi người. Con cảm thấy xấu hổ quá à. Con hãy xem đây là một bài học đắt giá. Nhưng con rất cần sửa đi hành vi nóng nảy của mình. Nếu không, sau này mọi việc con làm đều hỏng hóc và đổ bể hết. Dạ, con nhớ rồi. Cho à, không biết làm gì luôn á. Các em trật tự. Học sinh đứng. Cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay cô có quà cho cả lớp nè. Cô, 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 cô.
cô sẽ cho mỗi bạn một hạt dưa hấu bong bóng. Lúc chúng ta sẽ thi xem ai trồng được trái dưa to nhất. Phần thưởng sẽ là một hộp bánh quy thật to. Không biết khi trồng lên thì sẽ trông như thế nào ha. Cứ trồng thử rồi sẽ biết thôi. Hộp bánh quy kỳ này của mình là cái chắc. Ủa, phần thưởng là đồ ăn mà bạn không hào hứng hả Bụng Bự? Trời ơi, trồng ba cái này cực muốn chết mà chưa chắc được giải nữa. Thôi, mình không có ham. Vậy mình lãnh giải thưởng thì đừng có xin nha. Không được, mình cũng thích ăn bánh quy lắm. Hộp bánh đó phải là của mình. Xong nhiệm vụ rồi, mai có lên được hay không thì cũng kệ. Ủa, có chuyện gì mà mấy bạn bu đông quá vậy? Trái dưa của đớm mọc rồi nè, bay lên luôn rồi. Bay được luôn kìa. Trái của mình cũng đã nở rồi, nhưng chưa bay được. Kỳ này chắc đớm nhận giải rồi. Sao mày không chịu bay lên như những trái dưa hấu khác chứ? Không thể để bánh quy lọt vào tay kẻ khác được. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết xem trái dưa của ai là to nhất nha. Không hiểu sao sáng thức dậy thì trái dưa của em héo còn có nhiêu đây à? Tại mấy bạn trồng dở quá đó. Nhìn trái dưa của mình nè, bự chưa? Sao? Chứ không phải, tại bạn giới trò hả Bụng Bự? Mình không hiểu mấy bạn nói gì hết trơn á. Tối qua mình đã quay được cảnh bạn lén vào nhà mình phun thuốc trừ sâu hạn nặng lên trái dưa của mình. Bạn nhắm chân không lại nên bày trò đạp người khác xuống để nâng mình lên như gì? Tại mình thích ăn bánh quy quá chứ bộ. Cô vốn định chuẩn bị tất cả mỗi bạn một phần quà bánh quy để khích lệ tinh thần, nhưng có vẻ như Bụng Bự không được ăn rồi. Chính trái dưa của em á cũng buồn nên không bay được đó. Mình nhận ra lỗi của mình rồi. Sau này mình sẽ lấy phần thưởng để làm động lực phấn đấu, chứ không phải tìm cách chơi xấu nữa. Bạn biết nhận lỗi như vậy là tốt rồi. Bum 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 yeah. Bum 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 bum. Chúng em chào cô ạ. Bum 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 bum. Chạy lên đi ngọn lửa cao nguyên. Dạ, chúng em chào cô. Ngồi xuống đi. À, cô vừa có một ý này hay lắm. Sao hôm nay lớp chúng ta không đi tham quan hành tinh âm nhạc ha? Oh yeah, cô là số 1. Hành tinh âm nhạc hả? Mình đi thử đi. Xạo quá ha. Hai đứa em đi thử đi. Bụng Bự có vẻ thích nhạc quá ha. Âm nhạc là một môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt đó các em. Âm nhạc giúp cho cuộc sống con người sinh động và thú vị hơn đó. Mà đâu có ai gì nghe nhạc như Bụng Bự đâu, phải không cô? Tại sao các em không tự tìm hiểu ở hành tinh âm nhạc nè? Wow, những nốt nhạc kìa, bay nhảy khắp nơi luôn. Lớp chúng ta đi tham quan nha. Ở hành tinh âm nhạc có rất nhiều vùng đất dựa trên những phong cách và thể loại nhạc khác nhau. Chúng ta có nhạc hiện đại, nhạc cổ điển nè, nhạc êm dịu nè, rất 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 nhiều luôn. Có thể nói âm nhạc là thứ kết nối mọi người và ai cũng có thể nghe nhạc được. Vùng đất giao hưởng. Ồ, âm nhạc có đang nghe du dương quá cô ha. Đúng rồi, nhạc giao hưởng được xem như loại nhạc xua tan đi mọi mệt mỏi. Khi em bé nghe còn có thể phát triển trí tuệ nữa. Nhạc gì mà nghe sến quá à. Em qua bên kia chơi nha cô. Ồ, hai anh cũng thích nghe nhạc điện tử hả? Chứ sao, quẩy lên đi mấy đứa.
Sao mọi thứ sơ sát quá vậy? Ui da, tự nhiên lỗ tai của mình nhức quá ta. Đạp đổ thùng rác, lăn trên bãi cỏ là do em làm đó bụng bự. Còn lỗ tai nhức là việc kết cấu tai trẻ em chưa chịu được âm thanh lớn liên tục. Nếu tiếp tục nghe nhạc lớn thường xuyên, có thể dẫn tới thủng màng nhĩ, điếc luôn á. Cô giáo nói đúng rồi đó anh bạn nhỏ. Em thử tìm nghe những loại nhạc thiếu nhi đi, thích hợp với lứa tuổi của mình. Hồi còn nhỏ, anh cũng nghe nhạc thiếu nhi không à. Bây giờ em hiểu rồi. Cảm ơn cô và anh đã chỉ cho em một bài học về âm nhạc nha. Wow, khung cảnh thiên nhiên thật là yên bình. Thích ơi là thích luôn á. Đớp làm gì vậy? Ở dưới đất đâu có cảnh đẹp đâu mà nhìn. Đây là khu du lịch chứ đâu phải đảo hoang đâu mà đớm đi tìm kho báu. Ở dưới đất cũng nhiều cảnh quan đẹp lắm đó. Không tin các bạn quan sát thử đi. Thôi đớm tự nghiên cứu đi, mà đi chụp hình đây. 2, 3 cười lên nào. Chu môi xịt tin nào. Mình sẽ khoe với các bạn về những bức hình này, thế nào các bạn cũng thích cho coi. Ước gì mình có thể đem hết tất cả các cảnh đẹp này về nhà mình ha. À, bụng bự, hay là mình vẽ ký hiệu hai đứa mình lên thân cây đi. Làm vậy thì mình sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của mình ở đây mà không cần phải đem cây về nhà. Ý hay á Tài To, mà mình đâu có biết vẽ đâu. Thì bạn chỉ cần vẽ cái vòng tròn thật là to, còn mình chỉ cần vẽ đôi tay dài thôi. Ok, chúng ta tiến hành nào. Mình sẽ vẽ một cái bụng thiệt là to. Ui, à, đau quá. Ai mà giận kỳ quá vậy? Ây, à. Đau à. Ai nhéo tay mình vậy? Có chuyện gì vậy hai bạn? Có ai như bóp bụng mình rồi đánh vô bụng mình nữa à. Đau quá đớm ơi. Có ai đó đang nhéo vào tay mình. Ai? Ai đang chọc phá bạn của tôi? Ra mặt đi. Chính là nguyên nhân. Ai là người khắc những cái lệnh thân cây vậy? Là mình cũng vẽ đôi tay. Là mình, mình muốn lưu lại kỷ niệm khi đến đây. Tại các bạn vẽ bậy. Thân cây chuồng chị các bạn đó. Cây cỏ cũng giống như chúng ta vậy, cũng sẽ biết đau khi bị tổn thương mà. Huống chi hai bạn khắc thân cây làm cây bị chảy máu rồi nè. Mình chỉ muốn lưu lại kỷ niệm để đánh dấu nơi mình đã từng đến thôi mà. Làm vậy là sai rồi đó. Ai cũng quắt lên cây hết thì cây sẽ chết, chưa kể sẽ làm xấu cảnh quan nữa. À đúng rồi đó, mình sẽ lưu lại bằng những hình ảnh đẹp là tốt nhất. Kỷ niệm được đánh dấu bằng những cảm xúc mà chúng ta trải qua, chứ không phải bằng việc khắc lung tung như vậy. Xin lỗi thần cây, con sai rồi, xin ông tha thứ. Con cũng xin lỗi ông, tại con không có ngoan. Nhớ nha, lần sau mà còn dễ bậy, ta sẽ biến các con thành phân bón luôn đó. Dạ, dạ sợ lắm rồi ông ơi. Hay quá à, mình hết đau rồi. Con nhỏ, từ từ mình sẽ sáng như mọi người thôi. Ngôi sao sinh ra là đã sáng rồi. Đúng rồi, đồ thừa. Một ngôi sao sáng bằng biết pháp sáng thì bỏ đi cho rồi. Sao mấy bạn lại nói vậy? La 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 la. Lỗ bị tắt rồi. Chắc là tại gió to quá đó. Thắp lại đèn là được à. Hả? Hình như là có tiếng ai khóc thút thít thì phải. Chia ra đi tìm thử đi. Bên đây không có gì hết á. Ở trên tán cây kìa. Ồ, có một ngôi sao. Bạn làm sao vậy ngôi sao nhỏ? Ơ à. Mưa rồi.
Không thôi là cảm đó. Mấy đứa có bị ướt không? Dạ không mẹ ơi. Hên quá, trời vừa mưa nên chưa có lớn. Ủa, tại sao ngôi sao này lại khóc vậy? Tại con thấy tuổi thân với tình cảm gia đình của mọi người quá. Anh em của con lúc nào cũng hất hủi con. Tại vì con là ngôi sao mà không biết phát sáng. Con nói con là đồ bỏ đi nữa. Ôi, vậy là không được rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ. Chắc là tại anh em con suốt ngày chê bai nên sao nhỏ mới bị mất tự tin. Nhưng mà bác tin là con làm được đó. Thấy chưa? Không được mà. Con chỉ là đồ bỏ đi thôi. Cố lên đi. Mình tin mẹ làm được mà. Tất cả mọi người ở đây đều tin mẹ làm được. Sao nhỏ kìa, nó còn sáng hơn mặt trăng nữa. Sao mà sáng dữ vậy? Đó là tiền lực đầu tiên của mọi người giúp mình tin vào bản thân. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tạm biệt số nhỏ. Ôi trời ơi, xấu hổ quá à. Nấp vào cái đám mi này đi. Ráng lên con, thầy Pháp sắp tới rồi. Thầy Pháp đã tới rồi đây. Ai có bệnh tật gì khó chữa, đã có thầy đây. Thầy tới rồi. Thầy xem giùm thằng con nhà tôi, sao nó bệnh gì mà ho sặc sụa à. Đừng có lo, để cho thầy xem. Có chuyện gì không ổn hả thầy? Con chị bị bệnh rất là nặng, không ổn đâu. Vậy bây giờ phải làm sao đây hả thầy? Phải cần một nguyên liệu đặc biệt để chữa bệnh. Đó là gì hả thầy? Tai thỏ. Ồ. Phải tìm cho được một cái tai thỏ thì mới cứu được con của chị. Mình đánh nha. Chị nhìn kìa, có thứ mình cần tìm rồi. Tai to đánh cầu siêu quá à. Cũng thường thôi. À, cháu gái à, cháu có đôi tai đẹp ghê. Dạ, cháu cảm ơn. Cháu có thể cho ta một cái không? Dù sao cháu cũng có hai cái tai lận mà. Làm sao cháu có thể cho cô tai của cháu được? Cô cần tai thỏ để cứu con của cô. Nó bệnh nặng lắm. Không được, tai có tác dụng đón lấy âm thanh và truyền tới màng nhĩ, giúp ta có thể nghe được. Không hề có tác dụng chữa bệnh. Nếu con cô bị bệnh, cô có thể đem tới bác sĩ để khám. Đừng nhiều lời. Tai thỏ là một nguyên liệu rất quý. Đây là cách chữa bệnh từ ngàn đời nay rồi. Nếu mà chữa bệnh mà lấy tay của người khác thì người bệnh cho dù được khỏe mà cũng chẳng vui đâu. Chị chuột ơi, chỉ cần cắt được cái tay này, con chị sẽ khỏe lại liền thôi. Bà làm cái gì vậy? Tôi đang cứu con của bà cơ mà. Tôi không cần nữa. Còn tôi khỏe mà người khác phải mất tay thì tối nay tôi ngủ cũng không ngon. Tôi không cần ông nữa. Tôi sẽ cho con tôi đi bệnh viện, chứ không phải cầu cứu hữu tục như mấy người nữa. Bà đi đây. Ôi trời ơi, con tôi. Anh đã bị bắt vì hành nghề mê tín dị đoan, can thiệp y tế phản khoa học. Anh đừng hòng trốn lệnh truy nã nữa. Cảm ơn các cháu đã giúp cô nhận ra những hữu tục từ xưa tới nay thì cần được bài trừ. Chữa bệnh thì phải có khoa học. Cô xin lỗi bé gái này nha. Bây giờ thì mình đưa con cô tới bác sĩ ngay đi, để bạn khỏe trở lại. Đi đi cô, nhanh lên. À, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hả?
mình bị biến thành con chim rồi. Chim gì mà mập quá vậy, bay cũng không nổi nữa. Đốm ơi Đốm, là mình nè, bụ bự nè. Chíp 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 chíp. Cái con chim mập này cản đường cản lối quá, tránh ra đi. Thôi chết rồi, Đốm không có thể nghe thấy tiếng của mình. Lần đầu tiên thấy con chim béo tròn béo trục vậy đó. Thôi bye bye chim nhỏ nha. Thôi tiêu rồi, bây giờ mình phải làm gì đây? Đói quá à, nguyên một khu rừng mà chẳng có gì để ăn hết. Hí. Vừa nói là có đồ ăn liền. Cuối cùng cũng có con mồi trắng câu. Bơ người ta, thả ta ra. Hên quá, bắt được ngay một con chim béo mấp. Ăn hết chắc là no tới chiều. Bơ người ta, cho sao ăn thịt. Kêu gào vô ít thôi. Thôi rồi, mình đây là con chim, chỉ kêu không đâu có ai nghe. Cái này mình chết chắc rồi. Cái này dám cổ ta, ta sẽ ăn hiểu một nữa. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, đừng có bỏ nữa. Khoan hô, các bạn đã đuổi được hắn đi rồi. Không có gì đâu, không có gì đâu. Giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn là việc ai cũng nên làm. Đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mình thiệt là xấu hổ. Trong khi mình ích kỷ xua đuổi các bạn đi thì các bạn lại giúp đỡ mình. Hả? Biết trở lại rồi. Trước giờ chúng ta không có hiểu nhau, nhưng từ nay chúng mình sẽ luôn chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống nha. Có đói bụng thì cứ tìm tới mình. Ngon quá. Ngon là ngon. Đốm à, coi đi đánh răng rồi đi ngủ con. Dạ, một lát nữa con đánh. Ông. Yến tiệc của ta đã tới rồi. Tấn công đi nào. Tấn công nào. No rồi. Hôm nay nhiêu đây đủ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đục sâu hơn nữa. Răng trẻ con đúng là ngon mà. Thật là ngon, thật là ngon. Thật là đã, đại dương ơi. Coi rửa mặt rồi ăn cơm nè Đốm. Con không ăn đâu. Con đau răng lắm mẹ ơi. Sao lại đau răng? Lại đây bà coi coi. Con đã bị sâu răng rồi. Hả? Sâu răng? Sao lại sâu răng với ba? Cái tội không chịu súc miệng sau khi ăn và trước khi đi ngủ chứ sao. Sâu răng có sao không ba? Lần này thì chắc chắn phải nhổ đi. Đợi ba đi lấy dụng cụ đã. Phải nhổ mẹ. Con sợ đau lắm mẹ ơi. Cái này làm gì vậy ba? Thì để nhổ răng. Không, không, con không muốn nhổ đâu. Con sẽ đánh răng thường xuyên. Ba đừng nhổ răng của con nha ba. Con biết sai rồi. Con không dám ăn bánh ngọt, uống nước ngọt, ăn kẹo mà không đánh răng trước khi ngủ đâu. Không được đâu con. Con chỉ đánh răng có một ngày, mai mốt lại không đánh răng nữa. Sau lại ăn tiếp thì phải nhổ thôi. Đúng rồi đó, phải nhổ thôi. Không, không, con hứa ngày nào con cũng sẽ đánh răng khi ngủ dậy,
đánh răng sau khi ăn và trước khi ngủ. Là con hứa đó nha. Nếu như con không làm đúng thì ba sẽ dùng cây kềm này nhổ hết hàm răng của con luôn đó. Con hứa với ba mẹ mà. Ba vừa tìm ra một loại hạt rất là thần kỳ. Thần kỳ như thế nào hả ba? Con trồng cây này nảy mầm và lớn lên được 1 mét á, thì nó sẽ nở ra ngôi sao. Nở ra ngôi sao? Đúng vậy, bạn nào trồng nở ra ngôi sao trước thì ta sẽ thưởng cho một ngôi sao chiến binh. Ngôi sao chiến binh. Ngôi sao chiến binh là phần thưởng cao quý dành cho thành viên ưu tú của vũ trụ. Người có 5 ngôi sao, chiến binh sẽ có thể đi đến bất kỳ hành tinh nào trong vũ trụ. Đúng vậy, mấy đứa có đồng ý hay không? Dạ, đồng ý. Sao mà nó không cao hơn cây của tay to và bụng bự vậy ta? Nếu vậy thì sao thắng hai bạn ấy được? Con trồng cây này nảy mầm và lớn lên được 1 mét, nó sẽ nở ra ngôi sao. Đúng vậy, bạn nào trồng nở ra ngôi sao trước thì ta sẽ thưởng cho một ngôi sao chiến binh. 1 mét? Vậy cây mình phải cao hơn mới được. Được 8 cất rồi, còn 1 chút nữa thôi. Tiêu rồi. Làm sao bây giờ? Không lẽ mình không được ngôi sao chiến binh hay sao? Cây của mình bị sao vậy nè? Chắc là chuột nó cắn hả? Đớm nhìn kìa, cây của con đã nở ra hoa rồi. Hay quá, nở ra rồi. Chúc mừng đớm nha, vậy là bạn đã được ngôi sao chiến binh. Ba, sao không ra ngôi sao hả ba? Không lẽ bác đưa nhầm giống? Ta cũng không hiểu sao lại như thế. Cây của con nở ra ngôi sao kìa ba. Ơi, đẹp quá. Vậy sao cây của đốm kỳ vậy? Này cậu bé đốm, cậu có thể nói cho mọi người biết gì sao không? Có chuyện gì vậy hả đốm? Con lỡ làm đứt cây của con nên con nhổ cây của bạn tay to trồng qua chỗ con. Chính sự gian dối của con đã làm cho ta không thể nào trở thành ngôi sao được. Ngoài siêng năng ra thì con có biết rằng làm bất cứ việc gì cũng phải bằng sự trung thực thì con mới có được sự tốt đẹp, con có biết không? Con biết lỗi rồi ba. Con không cần ngôi sao chiến binh. Con sẽ không bao giờ gian dối với ba và các bạn nữa. Lần này ba tha cho con, nhưng mà nếu như tái phạm một lần sau nữa thì ba sẽ cắt luôn tiền mua đồ chơi của con, nghe chưa? Anh họ của mình á mới hứa mua cho mình một con robot mới. Nói vậy nè, thấy nó hay chưa? Wow, nhìn ngầu ghê. Đẹp quá vậy, nhớ cho nhà chung ở nhà. Được thôi, nhưng mà bạn phải chơi cẩn thận nha. Bạn tàn làm mất không à. Gì? Mình có làm mất đâu. Bạn có mỗi con robot đó mà lên giọng với mình hả? Mình không có lên giọng nha, tại nó quý nên mình muốn giữ nó thôi. Không thèm nữa, nhà mình không những có mà đầy luôn á. Thiệt á hả? Vậy cho tụi mình qua chơi thử đi. Chết rồi, là nói dối. Được thôi, sợ bạn hả? Yeah. Không biết bà có cái gì để cứu mình được không ta? Vòng nói dối, chỉ cần đeo lên đầu, nhấn nút, lời nói dối sẽ trở thành lời nói thật. Tìm ra rồi, ta có một con robot đúng như con bụng bự muốn. Nó nè, đẹp quá à. Mày đi khoe liền thôi. Có con robot mà ai cũng hâm mộ bạn vậy đó. Mình có xe đồ chơi mới đó, bạn có muốn đổi con robot với mình vài bữa không?
Được á, xe đẹp ghê luôn, đổi đi. Đốm ơi, Đốm ơi, xuống mẹ nhờ chút nha. Đốm ơi, bò tiêu rồi, xe xịn của bò. Sao giờ? Con ơi con, bạn bò qua tìm con nè. Thôi tiêu rồi, sao lại đến giờ này chứ? Đốm đổi lại xe cho mình đi, em mình không chịu, đòi mình đổi lại đó. Mình trả lại bạn robot nè. Xe của bạn bị con quái vật to lớn trên đường, mình đi học về cứ mất rồi. Gì cơ? Mất rồi hả? Xe của mình. Nó từ đâu đi tới, lớn lắm, đòi cướp xe đồ chơi của bạn. Nó nói mình không được, nó sẽ đánh mình. Thôi mình đi về. May quá, không là bị chửi te tua rồi. Quái vật. Cảm ơn lời nói dối của mi, nó đã giải phóng cho ta đó. Mau đưa xe đồ chơi đây. Chết rồi, anh mất đi dòng tượng qua thế giờ. Nói dối không chấp bách, ta sẽ đánh ngươi một trận. Cứu tôi không? Ai cứu tôi? Ba ơi, tôi sợ quá ba. Con không thể nói dối để che đậy lỗi lầm của mình được. Càng ngày con sẽ càng nói dối quen. Con hiểu rồi, con xin lỗi ba. Bây giờ con lên lớp, con xin lỗi bạn bò và bạn bụng bự đi nha. Dạ, con nhớ rồi. Cảm ơn ba đã giúp con. Làm họa sĩ hả? Có làm được không? Từ nhỏ đến giờ mẹ chưa thấy con làm cái gì kiên nhẫn á. Thì con sẽ học sự kiên nhẫn hả? Không biết được mấy bữa nữa đây. Hội họa là công việc cần sự tỉ mỉ, mà con thì... Em à, đừng có làm con nản chí. Nhưng... Sao vậy anh? Vẫn chưa thành công hả? Chưa đâu em, con phải thử vài chục lần nữa mới được. Con sẽ thành công ngay lần đầu tiên. Chắc chắn con sẽ đạt giải nhất hội họa. Cứ để cho con thử sức, thành công hay thất bại thì cũng là bài học quý giá mà. Chuyện gì vậy? Hả? Trời ơi là trời, tôi không thể vẽ được. Trời ơi, sao khó vậy nè? Nước gì vậy mà? Nước tự tin đó con. Con chỉ cần uống vô, thích làm việc gì thì việc đó sẽ thành công. Yeah, cho con uống đi. Nhưng mà có một điều kiện. Điều kiện gì vậy? Đó là con phải nghĩ đến điều mà con thích vẽ nhất. Sau đó vẽ đúng 100 lần thì thuốc mới có tác dụng được. Dạ được, chỉ cần có ly nước này, con sẽ làm được mọi thứ. Con đi tìm cảm hứng đi vẽ đây. Con có vẻ quyết tâm, em chỉ sợ con bị tổn thương thôi. Trễ quá rồi anh, hay là em đi tìm con, lỡ con... Con bỏ cuộc, con đã vẽ đủ và liên tục bức tranh hước 100, nhưng con... Sao? Là con vẽ hả? Thật là con vẽ hả? Nó quá gớm đúng không? Cuối cùng em cũng đã tìm được nét giống nhau giữa em và con rồi. Nó rất là đẹp, con à... Con đúng là có năng khiếu đó. Cũng nhờ có thuốc hỗ trợ của ba thôi, chứ thật ra thì đó chỉ là ly trà sữa dâu thôi con à, không phải là thuốc đâu. Con tự làm và giỏi mà. Ai bắt con vẽ một cái bức tranh hả? Đó là điều kiện để giúp con học tính tỉ mỉ đó. Cố gắng lên, thành công sẽ đến.
con đúng không? Ủa, không phải cùng đi làm nhiệm vụ với con sao? Dạ, lo lắm rồi. Con không thấy tín hiệu nào phát về đó. Chà, căng ha. Nếu tội phạm thời gian bắt được gòn gòn thì sẽ nguy hiểm. Chúng ta mau ra ngoài tìm thôi. Mẹ sẽ không bị té đâu, đừng có lo. Không, không, mẹ sợ. Đó, con chưa, nguy hiểm. Đó. Không sao đâu mẹ, mẹ chỉ cần giữ thăng bằng là được. Nhưng làm sao làm được? Mẹ giơ tay ra, thì cánh chim đang bay như vậy nè. Mẹ ơi, có cả hàng ngàn cánh chim đang bay ở dưới kìa mẹ. Chúng bay đâu mà đông quá trời, hay có gì nguy hiểm gì ta? À không, đó là loài chim đi di trú đó. Đây là tập quán của nhiều loài chim. Chúng sẽ đi tránh đông, khi nào trời ấm áp thì sẽ quay về nơi ở cũ. Ồ, hay quá. Không biết còn gòn có bay theo đàn chim này không ta? Không đâu con, gòn gòn không có tập quán này. À, mà con biết gòn gòn có thói quen gì nữa không? Bà ấy toàn làm ngược á mẹ. Ờ, là sao? Mỗi lần mẹ ấy ôm con toàn nói ghét quá thôi. À, mẹ ấy còn mê ngủ nữa. Mỗi lần con yêu cầu mẹ ấy đi canh gác là mẹ ấy toàn ngủ. Mẹ ơi, con biết con còn ở đâu rồi. Mẹ theo con đi. Con, lại ngủ nữa hả? Con sẵn sàng lên lịch tuần tra. Thì ra tại con nha đốm, gòn gòn có tập quán làm ngược lại đó. Ghét quá, ghét quá. Dạ, tôi biết rồi. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Dạ, dạ, dạ. Tôi sẽ trao đổi. Dạ, cảm ơn ông. Em à, chúng ta phải chuyển chỗ ở khác thôi. Không còn cách nào nữa. Ở đâu anh? Anh vừa nhận được cuộc gọi điều chuyển công tác của Ủy ban bảo vệ đường hầm thời gian thế giới. Để cho lịch sử thay đổi em à. Nhưng mà còn gia đình của mình thì... Ba đi đâu, hai mẹ con theo đó. Huống gì đây là nhiệm vụ rất đặc biệt. Chúng ta phải đi ngay sao mẹ? Đúng vậy con à. Ngay cái việc chia tay với tay to bụng bự cũng không được sao? Đây là nhiệm vụ mật nên không được chia sẻ với ai hết. Chúng ta sẽ có dịp gặp lại các bạn thôi. Mẹ biết đốm sẽ rất buồn khi rời xa các bạn và đồ chơi. Nhưng mà ở trên không gian là không trọng lực
Những đồ vật này sẽ gây hại đó. Chỉ được phép mang vật nhẹ nhất thôi con à. Đi xa sẽ rất nhớ những kỷ vật này. Nhưng chỉ cần trong tim con luôn có bạn bè thì mãi mãi vẫn là bạn bè con ha. Mình sẽ tìm các bạn yêu thương đến đến nha. Bài xong. Giờ mình đói quá à. Kiếm cái gì ăn đi. Ăn kem không? Nãy mẹ mình cho tiền để ba đứa học xong ăn đó. Là hình như sắp mua rồi đó. Đâu có. Trời vẫn trong mà. Có một đám mây đen ở đây rồi. Gì vậy? Nhắc gì tới mình vậy? Thiếu người chung chung hả? Đâu có đâu. Chỉ là thấy bạn, tụi mình tưởng sắp mưa. Ra vậy. Bạn sao vậy? Có chuyện gì hả? Như mấy bạn thấy đó, mình đen thui. Mấy bạn mây trắng, tôi thấy mình là bay đi mất. Người lớn thấy mình thì bảo đã buồn bực rồi thì chớ còn mây đen u ám. Rồi chả ai chịu chơi chung với mình hết. Nín đi bà, có tụi mình giúp bạn rồi nè, đừng có khóc nữa. Mà đó giờ bạn có đen gì hoài hả? Mình biết rồi, chắc là do bạn không tắm á. Tắm là gì? Vậy tụi mình tắm cho bạn ấy, là bạn ấy sẽ trắng tinh giống như mấy bạn khác chứ gì. Thích vậy, vậy mấy bạn giúp mình đi. Mây đen ơi, xuống đây. Mát quá, nhọn quá. Sao mình vẫn đen thui vậy nè? Hay là do bạn lúc nào cũng cuồng nên u ám bám vào bạn thành màu đen? Mình cũng không biết nữa. Vậy tụi mình chơi ném cầu đi nha. Vui quá, chưa bao giờ mình chơi vui vậy hết á. Lần sau cho mình chung đội với Mai nha. Bụng bự béo à, không có chạy được. Bụng bự béo. Chào các con, chơi gì mà vui vậy? Dạ, tụi con chơi ném cầu với bạn Mai Đen ạ. Dạ chào bác. Chào Mai Đen, nhìn con dễ thương quá. Thiệt sao? Thiệt mà, chưa ai khen con vậy sao? Dạ, chưa. Vậy à, nhìn con là bác cảm thấy mát mẻ liền. Thấy con là biết tối nay sẽ được ngủ dưới trời mưa mát mẻ rồi. Bác có cách nào giúp bạn Mây Đen bớt đen không ạ? Bạn Mây chỉ cần xả lượng nước tích tụ trong người là sẽ trắng trẻo trở lại thôi mà. Khi thời tiết nóng, nước sẽ bốc hơi, bay lên, tích tụ trong người bạn Mây càng ngày càng nhiều. Ánh sáng không xuyên qua được người bạn Mây, cho nên bạn Mây mới có màu đen. Hèn chi, trời nắng nóng vài bữa là có mưa liền à. Bây giờ con bay ra cánh đồng gần đây đang trời mưa, giúp các bác nông dân tưới cây đi con. Dạ, con đi liền. Ô, mây đen kìa. Mây đen. Chưa bao giờ mình được hạnh phúc như vậy hết. Mày không xấu, mày chỉ đặc biệt thôi. Chỉ cần có những cái đặc biệt đó có thể giúp ích được thì bạn cũng luôn đẹp trong mắt mọi người. Mây đen cố lên. Mây đen cố lên. Cố lên, cố lên. Ủa, hôm nay mẹ đi đâu vậy? Mẹ qua nhà ông bà chơi, nên hôm nay đóng giữ chìa khóa nhà nha. Giữ chìa khóa cẩn thận nha con. Dạ mẹ. Cảnh hóa này đẹp quá à. Mai tặng tay to mới được. Trời ơi, nắng quá. Nắng quá đi. Mình bị dị ứng với phân hoa mà. Thiệt là bất công quá. Anh ổ quá, suốt ngày chỉ nằm một chỗ ở nhà, còn mình phải vất vả đi ra ngoài như vậy. Số mình thật là khổ mà. Đói quá, kiếm gì ăn mới được.
Thiệt là không công bằng mà. Thật là khổ mà. Ủa, anh chìa khóa hôm nay thế nào? Sao lại khóc lóc vậy? Anh còn hỏi nữa hả? Anh thì sung sướng rồi, hôm nào cũng ở nhà, còn tôi phải đi theo cậu chủ ra ngoài, vất vả biết là bao nhiêu. Tại sao tôi với anh là một cặp mà tôi phải chịu khổ như vậy chứ? Anh đừng như vậy. Như vậy là anh đang đố kỵ với tôi đó. Như vậy không có nên đâu. Anh còn dám dạy đời tôi nữa hả? Đã vậy từ nay tôi không làm với anh nữa. Mặc kệ anh luôn. Ơ kìa, anh chìa khóa. Anh làm vậy không được đâu. Hey, ăn uống no nê rồi, giờ lên học bài thôi. À mà quên, phải khóa cửa cẩn thận. Ủa, có chìa khóa biến nó mất tiêu rồi ta. Không lẽ bị mất rồi? Ổ khóa này mà không có chìa thì vô dụng rồi. Chắc phải vứt nó đi thôi. Mình đóng tạm cửa. Chắc mẹ về sớm thôi mà. Thôi chết, không có mình anh ổ khóa cũng bị chết luôn rồi. Phải làm sao đây? Nhà này không khóa cửa đàng hoàng, cơ hội của mình đây rồi. Phải làm một dấu mới được. Tên trộm kia, dừng lại, không được ăn trộm nhà chủ của ta. Cái chìa khóa bé tí kia mà cũng đòi ngăn cản ta sao? Trộm chết, cái tai này. Thiên phước, cái chìa khóa nhiều chuyện. Có trộm, có trộm, có ăn trộm, ăn trộm. Thật là hên quá, mình phát hiện kịp. Ủa, cái chìa khóa đây nè, phải tìm là ổ khóa mới được. Xin lỗi anh, tất cả là do lòng đố kỵ của tôi mà ra. Nếu không vì tôi á, thì tên trộm đã không vô nhà rồi. Anh và tôi, ai cũng có trách nhiệm riêng của mình hết. Có thể ban ngày anh rất giả, nhưng ban đêm ổ khóa phải canh chừng, bảo vệ cả nhà của đốm. Có những việc chúng ta cần phải hợp tác thì mới hữu dụng. Vậy nên, hai đứa mình về nha.